Hello, xin chào mọi người đã đến video mới của mình là Châu Già đây. Hôm nay mình nhảy khu đại hội võ thuật nha mọi người. Trước mắt thì tụi mình sẽ coi lia tụi này xong mình sẽ đi kiếm súng làm thử thách cho mọi người xem. Hôm nay mình sẽ bắt đầu nhận lại kèo thử thách nha mọi người. Ai có thử thách thì mình cứ đưa ra cho mình làm nha. Mà nói nhỏ thôi nha mọi người, làm kèo dễ dễ thôi nha. Mấy súng khó khó làm quá. Tại mấy anh bắn hay quá. Rồi coi lia tụi này chứ nha mọi người. Úi. Đâu đây bạn ơi? Đâu người lạc cái bãi cát vậy? À đâu đây, hai thằng rất là kiều dạ cũng không còn ăn hết. Ôi tí liệm, bình tĩnh mấy anh ơi, tôi không có máu luôn. Úi cái ớt không được kìa. Anh em nào muốn trả đũa thì xuống đây hết, mình chấp nhận hết. Còn quá ngoại nè, what the hell, cái súng giật chứ vậy, súng giật chứ không phải do mình bắn gà nha mọi người. Chắc mình xuống mình bắn boss mình kiếm máu nha mọi người. Ui nhảy xuống luôn à, nhảy xuống kiếm mối à, nhảy xuống kiếm mối à. Cubot với chúng tôi. Ui thằng này có đúng lon nước luôn. Ủa nam thanh niên này đúng cây súng, không có bộ không có đồ nữa chứ, chọi lửa mình nè, nó trên đầu mình mọi người ơi, chọi lửa mình nè, để mình cho bạn trái lửa nè bạn ơi. Ui đi, nhảy xuống nhào vô kiếm ăn bạn ơi, nhào liệm luôn nha bạn ơi, vẫn còn thằng trên thôi mọi người. Có máu rồi, có máu rồi, có niềm tin sống sót rồi. Mình cho trái lựu đạn nha mọi người, mình có trái lựu đạn nè, chỉ là một lần duy nhất thôi nha mọi người. Bùm, nhảy xuống rồi, rồi năm thanh niên nhảy xuống bị bắn luôn. Có MG3 luôn à, căng đấy, qua luôn nha mọi người. Rồi lên khói xanh luôn. Mà đây có con boss gì nè mọi người, mình mới nghe tiếng chân boss ở đây nè. Để mình ra mình lụm boss. Làm cái gì đó bạn ơi. Gạt luôn. Ui 1.62 à. Mà nguy hiểm, trên bản đồ mình để chữ nguy hiểm rồi mọi người. Nhìn tụi này nó đang săn mình nè. Vô đây tiếp hết mấy bạn ơi. Hai thằng hả? Rút, nó nghe mình nghe nó tiếng rút chốt nha mọi người. Mình đâu có lên chỉnh đâu cho bạn chọi. Dễ gì. Nó phía ngoài nè mọi người. Nó không chạy vô cái đường hầm là mình cho cái đoạn vô đó là bánh xác này. Ủa không vô luôn, không vô. Khốn vậy. Vô đầu nè, vô đầu nè. Yếu nè. Yếu ở kia. Ủa nó cặc hiệp bên kia mọi người ơi. Cay thế nhờ mấy thằng này. Xuống đây, ui có người luôn nè mọi người ơi. Có thằng đang chạy bộ, có thằng chạy chiếc bút ghi nữa kìa. Lên nóc nhà bắt con gà. Đây. Lên nóc nhà là bắt con gà. Gạt luôn, còn thằng nữa. À gốc cây. Ngồi canh cái gì đó bạn ơi. Gạt luôn. Ui đây, còn người nha mọi người. Ui không gạt được kìa, thôi xuống luôn. Hết đạn rồi. Ây da trời ơi. Ủa có M249 nè. Ok mình sẽ làm thử thách M249 X3 với M24 X6 nha mọi người. Lát mình kiếm M24 dưới cốp sau nha mọi người. Có M249 thì mình sẽ làm thử thách này nha. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Có thằng mới đu bên đầu mình kìa. Khốn nạn chứ chơi đứng dưới đầu mình. Có một boss tốt ta. Ê boss hình như cái ếch mạng của mình mọi người. Ủa hên quá, cái ếch không được, nó chết rồi. Không có máu nữa chứ ngồi quấn từng miếng bắn gạt nè. Làm rón nước nè. Cái này đứng trên đầu mình kìa mọi người, đi vô nha chắc ăn nha. Té thôi. Lút đồ, còn cái chân lên đây nè. Boss cho mình xin, định cho hết boss cho mình nè, đâu có dễ. Ủa đâu có tiêu rồi. À đây. Trốn sao được mà trốn bạn ơi. Tới công chuyện mà rồi, chấp nhận hết. Vẫn còn hình trên đầu mình nè. Nó vẫn còn đứng trên đầu mình kìa mọi người, nó keo hoài luôn thằng này. Không có bơm ta. Ui ôi kìa, hở người cây thế nha. Tí nữa liệm. Ủa nó chọi lửa mà, chọi lửa cháy. À bạn chọi lửa mới nè, nguy hiểm vậy là nó đang săn mình rồi. Lên đây nha mọi người. Ui ôi
Phía sau nhà có nè mọi người ơi. Chết tiệt chứ. Ui, lên 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 lên. Ui, ai xì. Chết tiệt, chết tiệt, thật là chết tiệt. Nhưng mà nó ngon. Ôi, không trúng như nào luôn. Đỉnh, 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 10 điểm châu gà. Đúng rồi, châu gà thật sự. Không có cớp nha mọi người, có cớp là nó nát sọ với mình. Đưa cái đầu ra. Đưa cái đầu ra. À, lui rồi, lui rồi. Để ra mà ra loot đồ mọi người. Ủa, cấp 4 này rồi. Ngon, ngon, ngon. Để lát mình kiếm cái M24 nha mọi người. X3 với X6. M249 X3, M24 X6. Combo chắc đấy. Ủa, tiếng máy bay. Ờ, tiếng máy bay của mấy thằng hồi sinh nè mọi người. Máy bay của mấy thằng hồi sinh nè. Ủa, có tiếng xe luôn. Ủa, cảnh giác luôn kìa. Ủa, có M24 rồi nè. Ủa, ngon. Rồi, đủ combo lát kiếm cái cớp nha mọi người. Nó nghe bắn bắn nó mất tiêu rồi mấy bạn ơi. Lên đây kia cho an toàn nha mọi người. Ba bắn bắn ẩu ẩu gãy nữa, chết luôn á. Mấy này mấy anh tay to bắn không à, mình tay bé. Chạy kìa, chạy kìa. Kè góc nè bạn ơi. Ui, sao dở thế. Chọi cho lửa cũng chọi lỏ nữa. Đúng rồi, bơm xăng của Trung Quốc cần phải tiếng xe nè. Đây xe đồng đội nữa hả, đồng đội vô hay gì vậy? Ô, chạy luôn rồi, chạy luôn rồi. Chạy đâu bạn ơi. Ôi, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, 10 điểm, 10 điểm, chúng như nào luôn. Mình bắn gà dữ ta. Chắc vợ do cái súng mà 249 nó giật hơn mọi người ơi chứ. Chạy lên đây à. À, M762, xuống chơi luôn nha mọi người. Hai tiếng chân ta, hai tiếng chân. Ý, hai thằng mọi người ơi. Kìa nè bạn ơi. Ôi, thằng này náo. Chạy đâu vậy bạn? Chung combat hả? Combat với chúng tôi. Liệm. Còn thằng nữa. À, lên lầu, lên lầu, lên lầu. Lên lầu nè bạn ơi. Ủa kìa. Ủa sao mình nghe tiếng chân ngoài ta? Ui đồng đội nó hỗ trợ. Chạy chạy chạy. Quá gà của nhau mười. Chứ để nó cứu tem 4 thằng mệt á. Dạ, còn thằng nữa. Ở ngoài còn hai tiếng chân nè mọi người. Đây, đồng đội nó, đồng đội nó gì á. Để mình cho trái bơm lên chơi này luôn nha mọi người. Liều nha. Hết đạn tới nơi. Liều ăn nhiều. Ui. Ai xì. Chết tiệt. Thật là chết tiệt của anh điên mà. Nam thanh niên. What the hell. Hai con boss. Bà nội cha tụi mày. Bà nội cha tụi mày. Boss cũng đi chung nữa. Mình tưởng nó đồng đội nữa chứ. Làm sợ vãi cả trưởng à. Ồ, có tiếng quát mọi người. Con nào mới bắn oxy nữa kìa. À, bên thu nhà Doraemon mọi người ơi. Có sen. À, chạy đâu vậy? Mình lên nè. Kìa. Đúng rồi, cái M249 lỏ thật sự. Do súng không phải do mình đâu, hết đạn rồi. Mới lút ít đạn nè, qua chơi tụi nó mọi người. Thấy nè, thấy thằng nào đứng đó nè. Hở cái đầu rồi bạn ơi. Ủa. Ủa cái bánh xe sơ cua của chiếc UAT mọi người ơi. Mình tưởng có thằng nào đứng đó. Chạy 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 chạy. Ui mà bốn băng luôn à, bắn căng đấy. Mình tỉnh thôi mấy anh ơi. Hãy đợi đấy. Đợi mình hiêu máu rồi mấy bạn, tới số của mình. Sao móc quá trời luôn rồi mọi người. Tụi nó đông quá mình không dám vô. Tụi nó ba thằng hay gì á. Sợ phải cái chữ à. Ôi chiếc quá chạy trước mặt à. Tụi này đi đâu mà mọi người, nó chạy rồi. Hình như tụi nó đi quá tụi mọi người, tụi nó mới đổi xe tụi nó lấy quá chạy kìa. Dí luôn nha mọi người. Khô máu luôn, hồi nãy mấy bạn bắn mình chứ vậy. Ôi đâu có tiêu ta. Mới thấy chạy ở đây đâu rồi. Ủa. Ôi nghe tiếng chạy, đây 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 đây. Tay máu nè. Ui nó quay lại luôn kìa mọi người. Chạy 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 chạy. Ủa em giỡn thôi mấy anh. Thôi toàn rồi, toàn rồi, mọi người nó lên thiệt kìa. Mẹ chọc chó rồi, chọc nhầm chó điên rồi. Vô rồi bạn, ui. M24
ba thằng luôn. À quăng bơm, quăng bơm mình nè bạn ơi. Đây còn, ôi da, ui. Từ nha mọi người, để gài đạn nha, 12.9 hết đạn là xong luôn, đợi gài đạn là ló luôn á. Đang cứu gì kìa. Mình đây nè bạn ơi. À chưa cứu hả, chưa cứu hả, chưa cứu. Ra đây, ra đây. Nhà không có gì ngoài đạn nè bạn ơi. Ra đây, nhây nhây nhây. Ra đây bạn ơi, một thằng. Mày hả ui, cỡ lý. Đừng có nhờn cái chỗ gà. Ba mày. Ủa thằng nào 12.05 hồi nãy mình bắn nè. Ủa cấp 6 đây rồi, cấp 6 đây rồi. Đủ cấp bô nha mọi người. Lên đây núp cho an toàn nha mọi người. 19 kêu bắn ẩu gãy là lỏ luôn á. Làm clip mấy nay vất vả lắm mọi người. Đủ tích đạn xanh nha mọi người, gom gom đạn xanh nha. Ủa có tiếng lần điên, có tiếng lần điên nè. À nhảy nhảy nhảy. À bốc khối nè. Bốc khối nè bạn ơi. Có mô tô nè. Ui sao mấy bạn không vô đây, mấy bạn chạy đâu vậy? Ủa dưới khu nhà dưới có người luôn kìa. Magician. Chạy rồi chạy rồi chạy rồi. Sao tụi nó không vô đây mà tụi nó chạy đâu không à. Mình không dám đi săn mọi người ơi. Bây giờ đi săn tụi nó bắn tứ phương là gãy luôn á. Trong nhà có nè. Ủa dưới có ốp nữa kìa. À chạy nè. Chạy trống nè bạn ơi, một viên. Một viên ở kìa. Đâu rồi? Ui chui vô gốc cây núp rồi. Mời thứ dưới ta. Ui chạy kìa. Đúng là bắn một viên nóc luôn mới đúng á. Kìa. Mời hơi chua, mời hơi tư của Trung Quốc sản xuất rồi. Chạy nè bạn ơi, một viên nè. Kìa cái tường nó ra vậy. Tự nhiên nghiêng người có cái tường che lại mọi người. Khốn nạn, thật là khốn nạn quá điên các bạn. Nào mới bắn mình đâu rồi. Cây thế nhờ, 19 kêu rồi còn 10 thằng nữa. Ui, mình mới thấy thằng nào bị cán nóc kìa. Đây, 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 để mình. Một viên rồi, rồi, xong, xong, thằng này của mình rồi. Của mình rồi. Của mình rồi. Kìa. Của mình rồi, kìa. Rồi xong nó cờ lia luôn. Trời ơi, miếng ăn trước mặt ăn không được kìa. Cây thật sự mấy này nó đá chén cơm của mình. Xuống luôn nha mọi người, bo thu rồi. Ây da. Cây là một giữa đường. Nãy mình thấy có hai thằng đứng trên nóc nhà ở đây nè. Mở góc qua chơi luôn nha mọi người. Ủa lên, lên xe chạy kìa. Ui con nào mới bay vô nữa kìa. Con nào mới đu dây bay vô kìa. À lấy mô tô chạy, thằng nào chạy vô cái gì. Nó vòng qua trái mọi người. Tiếng bút ghi với tiếng mô tô. Tụi nó đi, mình mới thấy có thằng nào bay vô mà ta. Ủa không lấy mình quá mắt trời. À, đây 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 đây. Ôi xúc. Ui giật dữ vậy. Nóc là nóc nè. 20 kill rồi. Ui nó quay lại mọi người. Té 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 té. Rồi lấy lưng, lấy lưng chạy nha. Chứ giờ quay qua lấy xe tôi bắn chết. 36 kế tẩu cái thượng sách. Ủa bo chống lỏng vậy. Thôi đi bo trước nha mọi người, đi bo cam á. Đây, đây đây đây, lên đây mình thủ nha mọi người. Có nhà trong bo à. Chứ mà đi con lân chống lắm, không có xe để mít úp. Bo thu à. Ủa có tiếng mô tô bên trái nè. Ủa tiếng bút gì chạy lên luôn nè. Ủa tụi nó đi săn mọi người. Ủa đừng nói tem 3 luôn nha. Hồi nãy mình bắn nóc thằng đồng đội nữa nha. Đừng nói tem 3 luôn nha. Chết mình luôn á. Vậy còn thằng lẻ thôi. Đúng rồi chắc còn thằng lẻ. Còn 4 thằng nữa mà. Sợ thế. Mấy anh cứ chạy vòng vòng hoài làm em sợ. Ủa tụi nó quay lại nè mọi người. Ủa ủa. Ủa. Ủa gì thằng mô tô với thằng bút kin này khác tem. Tụi nó bắn nhau kìa. Mà tưởng nó chung tem chứ. À đứng chống mà, đứng chống mà xong bạn rồi. Xong bạn. Ui. Nó thấy mình mọi người ơi. Chết mẹ rồi. Thấy mình thì làm gì mình bạn ơi. Cấp 1. Gạt luôn nè. Ơ kìa. Cây thấy nhờ nó chấm máu kìa.
Ủa? Ôi trời ơi, còn cha nội này làm bò kế bên mình nữa. Ủa, ăn Akubot. Tuy không được top 1 nhưng mình cũng đã cố gắng hết sức. Thử thách nó hơi lỏ chút nên mọi người thông cảm. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.